Đạt Ri khoe đang tương tư ai đó, netizen gọi tên Cindy Lư, nghi vấn gương vỡ lại lành. Mới đây trên Instagram cá nhân, Đạt Ri đã đăng tải một story nói về tình yêu khiến nhân tình bán tín bán nghi. Người ta chào mình thì mình chào lại, đó là phép lịch sự. Người ta nhớ mình thì mình cũng nhớ người ta quá trời, đó là phép thuật kỳ lạ của tình yêu. Đạt Ri chia sẻ, đặc biệt hơn, giọng ca Bánh Mì Không còn đính kèm bài hát có tên My New Love, tạm dịch tình yêu mới của tôi. Cư dân mạng đang vô cùng tò mò trước động thái này của Đạt Ri. Nhiều người cho rằng anh đã nối lại tình xưa với Cindy Lư, số khác bày tỏ quan điểm nam ca sĩ đã có tình mới. Những thông tin đó hoàn toàn chỉ là đồn đoán nghi vấn của cư dân mạng, thực hư phải đợi chờ người trong cuộc lên tiếng làm rõ. Trước đó, trên trang Instagram cá nhân, vợ cũ Hoài Lâm đã đăng tải bức hình chụp cùng hai con kèm dòng trạng thái. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của tất cả mọi người đã gửi đến cuốn hạ. Cảm ơn các món quà của những người thân yêu. Cảm ơn cả nhà đã cùng mami con làm buổi sinh nhật nho nhỏ cho con. Cảm ơn mọi người vì đã yêu thương và quan tâm đến chị em con. Đáng chú ý, trong ngày sinh nhật con gái, Hoài Lâm không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Ai nấy đều thấy trong thời gian qua, nam ca sĩ đã hồi phục sức khỏe lẫn tinh thần. Dù không thể tham gia sinh nhật con gái, Hoài Lâm cũng nên gửi lời chúc mừng trên trang cá nhân. Vì vậy, nhiều người không khỏi thắc mắc trước sự vô tâm của giọng ca hoa nở không màu. Trong khi đó, nam ca sĩ Đạt Ri lại có động thái gây chú ý trong ngày sinh nhật của con gái Cindy Lư. Cụ thể, anh chàng đã đăng tải dòng ghi chú với lời chúc sinh nhật mau lớn nhà con gái lên story trên trang Instagram cá nhân. Nhiều netizen cho rằng nam ca sĩ đang ẩn ý gửi lời chúc mừng tới con gái của Cindy Lư và Hoài Lâm. Cách đây không lâu, giữa tin đồn chia tay Đạt Ri, trên story ở Instagram cá nhân, Cindy Lư đã mở Q&A giao lưu với khán giả. Đáng chú ý khi có một tài khoản hỏi vợ cũ Hoài Lâm về giải pháp hợp lý khi bị người yêu cũ của người yêu đá xoáy, cô nàng đã lập tức trả lời, trong 72 kế, kệ là một kế. Đáng chú ý, Cindy Lư còn đính kèm thêm hình ảnh hai thiên thần nhà mình như một lời khẳng định rằng cô chỉ quan tâm đến hai con và mặc kệ những vấn đề khác. Chưa dừng lại ở đó, Cindy Lư còn đưa ra giải pháp mua áo ấm tặng nửa kia cho một fan bị người yêu đối xử lạnh nhạt. Người đẹp lầy lội tạo thêm đoạn hội thoại. Ủa, sao tặng áo ấm mùa này? Cho anh ấm áp lại xíu, chứ anh lạnh nhạt ạ. Tuy nhiên, ngay sau đó, Cindy Lư đã quyết định quay xe và bật trạng thái nghiêm túc để trả lời lại câu hỏi vừa rồi. Đùa chứ, tìm hiểu rõ nguyên nhân nha em. Một là do em đang sai điều gì, hiểu lầm nhau gì đấy. Hai là đang có người khác. Mấy này không phải nghi ngờ đâu, nhưng mà cũng nên nghi ngờ. Những lời chia sẻ khá ẩn ý của Cindy Lư hiện đang được dư luận vô cùng quan tâm và liên tục đem ra mổ xẻ bàn tán. Dù sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của khán giả về chuyện tình cảm, song tính đến thời điểm hiện tại, cả Cindy Lư lẫn Đạt Ri đều chưa hề lên tiếng đính chính về tin đồn chia tay sau khoảng thời gian yêu đương mặn nồng. Về Hoài Lâm, cách đây không lâu, anh bất ngờ công khai người mới sau một năm ly hôn Cindy Lư. Được biết, bạn gái mới của Hoài Lâm sinh năm 2006, tên Kim và không làm trong ngành giải trí. Giữa lúc loạt bạn bè nghệ sĩ gửi lời chúc mừng tới Hoài Lâm, netizen bất ngờ khua lại chia sẻ của Cindy Lư về lý do ly hôn trước đó. Theo đó, Cindy Lư cho biết vào thời điểm tháng 6 năm 2020, cô nhận được thông báo Hoài Lâm đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Vì vậy, Cindy Lư mới quyết định tôn trọng ý kiến và chia tay với nam ca sĩ. Đáng nói, trong buổi Q&A với khán giả, Cindy Lư còn tiết lộ từng bị người thứ ba xuất hiện và chen chân vào mối quan hệ. Đồng thời, ba mẹ hai con khẳng định chưa từng và tuyệt đối sẽ không bao giờ là tiểu tam.